Có lẽ bạn nghĩ rằng những tên tội phạm đã phạm tội ác khủng khiếp, họ đáng bị giam cầm và chịu cảnh tra tấn. Điều đó có lẽ đúng, nhưng tất cả mọi người vẫn có những quyền con người cơ bản, ngay cả những tên tội phạm cũng vậy. Bạn biết không, trên thế giới có những nhà tù giam cầm tù nhân như là động vật, cùng với đó là nhiều điều luật vô cùng khắt khe và đáng sợ. Điều kiện sống bẩn thỉu khiến tù nhân sẵn sàng viết đơn xin được tử hình, chứ không thể chịu được nổi cuộc sống trong ngục tù nữa. Hãy cùng xem gì hôm nay khám phá những nhà tù tàn bạo nhất trên thế giới. Nhà tù đảo Pitak, White Lake, Nga. Được mệnh danh là Alcatraz của Nga, nhà tù này nằm trên một hòn đảo ở phía bắc nước Nga và là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất, bạo lực nhất nước Nga. Ở đây thì không có chuyện tù nhân đánh nhau, không có hiếp đáp hay là nghiện rượu phổ biến như những nhà tù khác ở Nga. Nhưng chế độ cứng nhắc và tàn bạo của nó đã nghiền nát tất cả những tù nhân hung bạo nhất. Mỗi tù nhân được giam giữ trong một buồng giam nhỏ 2 người trong vòng 22,5 giờ mỗi ngày. Không có nhà vệ sinh, không có thiết bị rửa phù hợp và bạn phải dành cả đời trong một phòng giam. Họ chỉ được phép viếng thăm 2 lần một năm và rất ít khi được tiếp xúc với bên ngoài. Các tù nhân có hành vi sai trái được gửi đến các phòng xử phạt để bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, tối và chỉ có một cái xô kim loại và một chiếc giường gấp trong 15 ngày. Không được mang sách vào phòng. Vào ban ngày, chiếc giường được xếp gọn và họ phải đứng hoặc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ. Không ngạc nhiên khi các tù nhân hiện nay đang bị mất trí nhớ lâm sàng, một nửa tù nhân bị lao và tính cách thì dần trở nên tồi tệ. Nhà tù Chung Gitarama, Rwanda. Được mô tả như là địa ngục trên trái đất, tất cả các tù nhân đã cam chịu ăn, ngủ, sống và dập ép cùng với 4 người đàn ông trong 0,9144m². Được thiết kế để chứa 400 người, sau đó thì số lượng tù nhân bùng nổ lên đến 7.000 vào giữa những năm 1990 trong bối cảnh của cuộc diệt chủng ở Rwanda và tù nhân bị bỏ mặc cho đến chết ở đó. Do số lượng tù nhân vượt quá sức thiết kế của nhà tù Gitarama nên tù nhân buộc phải đứng, không có chỗ ngủ nghỉ tử tế. Nhà tù Gitarama chật ních, thiếu thốn điều kiện sinh hoạt cơ bản này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là phần chân của tù nhân. Trên thực tế thì nhiều tù nhân tại nhà tù khắc nghiệt này mắc các bệnh nhiễm trùng do thường xuyên phải đứng ở những nơi có chất cặn lắng, chất thải. Trong điều kiện tuyệt vọng, các tù nhân đứng chật trội với nhau trong mọi điều kiện thời tiết. Và họ thậm chí nghẹt thở trên khói lửa nấu ăn. Nghiêm trọng hơn thì có trường hợp tử vong vì nhiễm trùng. Những năm 1990, họ từng phải ăn thịt thối giữa của nhau trong những cơn đói. Nhà tù ADX, Florence, Colorado, Mỹ. Tọa lạc tại vùng hoang mạc chỉ có gió và nắng khủng khiếp, Colorado, Mỹ. ADX là nhà tù duy nhất ở Mỹ có cấp độ an ninh tối đa với tiêu chí chỉ giam giữ những thành phần đã bị loại bỏ khỏi thế giới loài người. Nó còn được gọi là phiên bản sạch của địa ngục. ADX giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất của nước Mỹ. Có những tù nhân được đưa tới đây cần phải giam giữ chặt chẽ. Các tù nhân bị biệt giam 23 giờ mỗi ngày. Mỗi phòng giam có một bộ bàn ghế và giường đúc bằng bê tông xuống sàn nhà. TV đen trắng chỉ chiếu một kênh do nhà tù ADX chỉ định. Họ không được tương tác với các tù nhân khác và hạn chế tương tác với quản ngục. Tù nhân không được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và không được phép ra ngoài hơn 1 giờ mỗi ngày. Trong 1 giờ đó thì các tù nhân được ra ngoài chơi với chân tay bị còng. Họ được chơi trong một cái bể cạn sâu 3 mét với hàng chục quản giáo đứng bên trên sẵn sàng bóp cỏ bất cứ lúc nào. Người ta tin rằng chính việc hạn chế ánh sáng là để làm suy sụp tinh thần của tù nhân. Hiện nhà tù được cho là đang giam giữ nhiều thành viên của Al-Qaeda, những kẻ đánh bom khủng bố, các chùm băng đảng ma túy và chùm của các nhóm tội phạm có tổ chức. Nhà tù Bang Khoang, Thái Lan. Có những nhà tù nhỏ trên thế giới có điều kiện khắc nghiệt như nhà tù trung tâm Bang Khoang nằm ở ngoại đô Bangkok, Thái Lan. Nó được xây dựng không phải là một nhà tù bình thường mà là một tòa án dành cho những kẻ phạm tội tồi tệ nhất. Nhà tù Bang Khoang nằm cách Bangkok 7 dặm về phía Bắc. Đây là nhà tù khắc nghiệt, giam giữ nhiều tử tù, tù lâu năm và cả tù nhân nước ngoài. Trong lịch sử lâu dài, nhà tù trung tâm Bang Khoang trở nên nổi tiếng khắp Thái Lan và châu Á là một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới, với điều kiện khiến cho nhiều tù nhân mất mạng hoặc là sự tỉnh táo của họ. Tất cả các phạm nhân đều bị còng chân trong vòng 3 tháng đầu khi thụ án, còn tử tù thì bị còng chân vĩnh viễn. Những tù tù sẽ được thông báo trước khi bị hành quyết, ít nhất là 2 tiếng. Tất cả tù nhân chỉ nhận được một bát cháo gạo với rau mỗi ngày và phải làm việc để mua thêm bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào.
Nhà tù San Quentin, Mỹ. Nhà tù San Quentin nằm ở California, được coi là một trong những nhà tù lớn nhất ở Mỹ. Vào năm 1930, quản lý của nhà tù San Quentin khá dễ dãi bởi vì phần lớn tù nhân ở đây đều phạm tội tham nhũng. Cho đến khi Clinton Truman Duffy nhận chức cai quản nhà tù thì ông đã quyết định thực hiện cải cách vào năm 1940. Các tù nhân đều phải cạo trọc đầu và bị buộc phải mặc đồng phục số. Họ bị giam trong các khu nhà bê tông thiếu thốn ánh sáng, điện, nước và chỉ được ra ngoài khi ăn cơm hoặc là lao động công ích. Chỉ cần một hành vi phạm tội nhỏ, tù nhân sẽ bị cách ly, bắt vào ở các khu biệt giam thiếu thốn điều kiện thực phẩm và sinh hoạt cá nhân. Điều đặc biệt là bạo loạn vì phân biệt chủng tộc ở nhà tù này diễn ra rất thường xuyên. Hàng ngày phải chịu còng tay, xích chân, cưỡng chế từng giờ, từng phút, truyền đồ ăn bằng dây chuyền nếu như có ý định tuyệt thực để tự tử. Đó chính là cuộc sống của những phạm nhân trong nhà tù San Quentin phải chịu đựng. Các phạm nhân nơi đây vẫn gào thét tha được chết đi còn sướng hơn là như con cá nằm trên thớt, chờ ngày chết như hiện tại. Nhà tù Attica Correctional Facility, New York, Mỹ. Tọa lạc tại thị trấn Attica, New York, nhà tù Attica Correctional Facility luôn được xem là một trong những nhà tù chứa những phạm nhân nguy hiểm nhất. Bạo động, quá tải là vấn đề lớn tại nhà tù này. Một hệ thống hơi cay được lắp đặt dọc hành lang và các khu vực nhà xưởng để dập tắt các cuộc xung đột xảy ra. Cơ sở này bao gồm một bức tường dường như không thể xuyên thủng được, dày 0,6m, cao 9m và đứng đầu với hơn 10 tháp canh. Điều kiện cho các tù nhân tại Attica rất khắc nghiệt. Các tù nhân phải dành ít nhất 14 giờ mỗi ngày cho các phòng giam chật chội của họ. Năm 1971, một cuộc nổi loạn đã diễn ra khi hơn 1.000 tù nhân đã bắt giữ 32 lính canh làm con tin. Ngày hôm sau, 1.000 quân lính nhà nước được vũ trang mạnh mẽ. Các phó cảnh sát trưởng và các cai ngục đã xông vào Attica dưới vỏ bọc khí hơi cay, giết chết 32 tù nhân nhưng cũng có 11 con tin trong một loạt tiếng súng. Tổng cộng 43 người thiệt mạng. Ngày nay, tại đây tù nhân đáng chú ý gồm có Mark David Chapman, người đã ám sát John Lennon, và David Berkowitz, kẻ giết người hàng loạt còn được gọi là Son of Sam. Hiện nhà tù này có khoảng 2.000 tù nhân. Trại 1391, miền Bắc Israel. Trại 1391 còn có biệt danh là Guantanamo của Israel, là một trại tù của lực lượng quốc phòng Israel dành cho những tù nhân có nguy cơ cao tại miền Bắc Israel, cách Tel Aviv gần 1 giờ lái xe. Sự tồn tại của nhà tù này đã không được biết tới trước khi công bố vào năm 2003, có lẽ vì sự đối xử vô nhân đạo với các tù nhân. Người ta không biết tại sao các quan chức Israel đã duy trì để cho nhà tù này hoạt động bí mật nhiều năm như vậy. Thậm chí vệ tinh cũng không phát hiện ra cả địa điểm lẫn đường đi vào nhà tù ấy. Tại đây thì các cựu tù nhân đã bị lạm dụng, tra tấn. Các phòng giam nhỏ không có ánh sáng, không có nước và thường xuyên bị biệt giam. Ngày nay thì nhà tù được bảo vệ bởi những bức tường bê tông dày và cổng sắt cùng với một hàng rào đôi và các tháp canh. Không những thế còn được tuần tra bởi những con chó tấn công cực hung dữ. Alexandria, San Francisco, California. The Rock hoặc Đảo Quỷ là một nhà tù địa ngục được xây dựng vào những năm 1920 và được thiết kế theo phong cách mà không ai có thể thoát ra. Các tù nhân bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài, bị các bảo vệ lạm dụng và hành hung. Các tù nhân hoàn toàn không được nói chuyện với nhau. Nhà giam 3 tầng bao gồm 4 khối phòng giam chính. Khối A thông qua khối D, văn phòng cai ngục, phòng thăm viếng, thư viện và cửa hàng cắt tóc. Các phòng giam thường đo được chiều dài 2,7m, chiều rộng 1,5m và cao 2,1m. Các phòng giam còn nguyên thủy và sự thiếu riêng tư, với một chiếc giường, bàn và chậu rửa mặt và một nhà vệ sinh trên bức tường phía sau, và với một vài đồ đạc ngoại trừ một tấm chăn. Những người Mỹ gốc Phi bị tách biệt khỏi các tù nhân khác do tệ nạn phân biệt chủng tộc. D-Block chứa những tù nhân tồi tệ nhất và 6 phòng giam ở cuối được chỉ định là The Hole, nơi các tù nhân cư xử tồi tệ sẽ bị gửi đi trong những thời gian thường thì bị trừng phạt tàn bạo. Nhà tù hoạt động từ năm 1934 đến năm 1963. Hiện nay nó đã trở thành một điểm du lịch sau một cuộc vượt ngục không tưởng vào năm 1962. Cảm xúc của các bạn sau khi xem video này thế nào? Bạn thấy đâu là nhà tù tàn bạo nhất? Đúng là luật pháp phải mạnh thì những kẻ xấu mới không dám lộng hành đúng không nào? Không có tội ác thì sẽ không có những nhà tù địa ngục như thế các bạn nhỉ? Để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của các bạn sau khi xem video này nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!
Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor, và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chân gì của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.